thục giảm việc hành thiền sau khóa thiền. Khi con về nhà rất khó để con có thể tập được ráng hành thiền 2 giờ một ngày theo như hướng dẫn của Ngài Thiền Sư Goenka để có thể tập trung các công việc khác, ví như học tập, và được ngủ ít hơn gần 6 tiếng, chỉ cần 6 tiếng một ngày. Muốn không thục giảm việc hành thiền, quý vị phải có đời sống ly dục và phải có cái giới để nó giữ mình lại. Cái giới nó giống như cái cột, mà việc ly dục á, cái ý chí ly dục nó giống như là cái sợi dây. Thì quý vị sẽ giống như cái con thuyền ở trên sông hoặc là trên biển, thì nhờ có cái trụ và nhờ có sợi dây á, nó neo mình lại thì mình sẽ không bị cuốn trôi theo các dục. Còn khi mà mình không có việc giữ giới, không có việc ly dục, thì mình sẽ bị cuốn lôi theo các dục. Và khi các dục á, nó cuốn lôi mình đi thì dần dần sự tu tập sẽ bị suy thoái. Đây là chuyện đương nhiên. Thành ra là các cái khóa thiền thì ít khi nào nhắc nhở, hoặc có nhắc thì đôi khi các ngài biết cũng vậy thôi, tức là nhắc quý vị về giữ giới, nhắc quý vị về ly dục thì biết nói vậy thôi, chứ về quý vị khó làm, thậm chí là không có làm. Thì khi mình không đạt được cái điều kiện ly dục như thế, không đạt được điều kiện giữ giới như thế, thì chắc chắn là việc hành thiền của mình bị lu sụp. Còn muốn gọi là sạc pin lại chính mình, sẽ tạm dùng cái từ sạc pin là chính mình, thì quý vị hãy tìm những khóa tu ngắn ngày phù hợp để mình có thể vào đó để thực hành. Rồi từ đó đó mình nhắc lại bản thân. Như thời Đức Phật thì cư sĩ có các ngày bát quan trai giới, có thể là 2 ngày 1 tháng, 4 ngày 1 tháng, 6 ngày 1 tháng đó. Thì khi đó đó hàng cư sĩ họ sẽ nhắc lại chính mình về giới học, định học và tuệ học. Không biết Đại Đức Tuệ Tường có chia sẻ gì thêm về vấn đề này không? Kính thưa Đại Đức Hành Tại, kính thưa quý vị, riêng cách trả lời của mỗi quý sư á, thì quý vị phải hiểu là có những lúc mà gọi là giống như bệnh của chúng sanh, thưa quý vị, căn bệnh phiền não chúng sanh, thì Đức quý vị cũng đã biết rồi, là đôi lúc á, Đức Phật á, Ngài thấy tùy vào cái tình trạng bệnh và tùy vào cái gọi là cái cơ địa người đó đi ha, mà Đức Phật có lúc mà cho uống thuốc nó có vị ngọt đúng không? Và có lúc cái vị bình thường, hay là có lúc có vị đắng đó. Cho nên đó, là ở đây á, một khi mà sư với Đức Hành Tại trả lời, quý vị sẽ biết là có những cái khía cạnh mà quý sư sẽ phân tích đó, nó khác nhau, có những cái cung bậc cảm xúc đó, nó sẽ khác nhau đúng không? Tại sao chị nói điều này? Tại vì đôi khi á, có những lúc mà Đức Hành Tại cho quý vị thuốc đắng, đúng không? Sư uống thuốc cho uống thuốc ngọt, đúng không? Mà ngược lại như vậy, có những lúc Đức Hành Tại cho quý vị uống thuốc cái thuốc càng ngọt, thì sư cho quý vị thuốc đắng. Nhưng mà chung quy á, là sao? Chung quy là ví sư ở đây vẫn vì lòng thương tưởng, vì lòng, vì cái tâm từ, vì lòng bi mẫn á, trả lời để cho quý vị tốt hơn thôi, chứ không có một cái ý, một cái ác ý hay một cái gì ở trên đây chứ, cho quý vị hiểu. Thì riêng cá nhân sư thấy là cái việc mà ở đây mình nói, cái việc mà mình thuộc giảm hành thiền á, khi mình trở về để sống tại gia mà mình khó có thể duy trì được trong khóa thiền, thì riêng cá nhân sư nha, thì sư nghĩ là đúng là mình, thứ nhất là mình thấy nó có 2 vấn đề, nó có 2 chữ, đó là thứ nhất mình thấy khó, và thứ hai là mình không thấy lạc. Bởi vì sao? Sư sẽ phân tích cái lạc trước ha, cho quý vị dễ hiểu.
thường thường á, là xu hướng á, cái tâm chúng sanh mình á, là một khi á, mà làm cái gì á, hay muốn cái gì á, muốn gì là phải muốn có liền, muốn có liền, đạt được liền đó. Đó là cái xu hướng, khuynh hướng tâm của chúng sanh đa phần là cái an gì đó. Đó, quý vị tham gia một khóa thiền đi, quý vị vốn dĩ quý vị không tìm thấy được cái sự an lạc ở trong thiền. Giống như bây giờ đi, nó trong cái lợi ích đi, có thiền minh sát đi, là có 7 lợi ích. Giống như là gì? Thanh tịnh tâm ý, vượt khỏi ô nhiễm, rồi vượt qua phiền buồn phiền lo lắng, rồi vượt qua sự đau buồn than tiếc, rồi chấm dứt khổ về thân, chấm dứt khổ về tâm, giác ngộ niết bàn. Nhưng mà riêng bản thân mình thấy, khi mình quay trở về đời mình thấy là ủa, tôi và hiện tại đời sống tôi tốt mà, đúng không? Tôi đâu thấy đau khổ gì đâu, rồi tôi cũng không có nhu cầu đó. Cho nên cái điều đó nó không có kích thích cái việc, nó không kích thích mình để mình tiếp tục, vì không, để mình tiếp tục để mình thực hành nữa đó. Mình thấy ở hiện tại mình vẫn thánh thiện mà, đâu có gì đâu, đâu có nhu, nói thẳng là tôi không có nhu cầu nha. Tôi thấy nội tâm tôi gì là về nhà là ổn rồi, cho nên thấy gì là ổn, cho nên không có nhu cầu. Đó là cái vấn đề thứ nhất, là mình không có thấy được, mình không cảm nhận được cái sự lạc, đúng không? Cái sự lạc của cái lợi ích đó, cái lợi ích mà của thiền minh sát mang lại. Cho nên chính vì không cảm nhận được lợi ích đó, cho nên mình buông lơi, thưa vị đó. Và cái điều thứ hai là như vậy nè, cái điều thứ hai là như nè. Bây giờ sư ví dụ một điều này đi, mà thật sự là nói ví dụ, nhưng mà thật sự những sự kiện này có thiệt nha quý vị. Giống như là quý vị có tìm hiểu về cái quyển mà của ngài Mahasi là thiền quán có thể chữa được một số bệnh tật, có thể nha. Bây giờ sẽ ví dụ đi, là có một người nào đó là mang chứng bệnh ung thư thời kỳ cuối đi, nó như vậy. Mà nói là nghe là cái việc mà thuốc men là hết thập phương cứu chữa đó. Nhưng mà có một người nói, tôi nói là giờ thôi, giờ ông tâm gia khó thiền, đúng không? Rồi ông gia khó thiền xong, rồi ông về nhà ông cố gắng tập là tập gì đó, tôi đảm bảo ông 100%, tôi đảm bảo ông 100% là ông sẽ hết bệnh đó. Một người đứng ra đảm bảo gì nghe, mà tạm gọi lên đảm bảo như vậy đó. Rồi thậm chí có người nói đọc tài liệu, tôi đọc tài liệu nè, chúng ngày Mahasi thấy là cái ông này là ông bị ung thư dạ dày, mà ông hành thiền xong hết bệnh. Thì xin hứa quý vị có dám, quý vị có nghĩ cái chết đó, cần nghĩ vị sống trong lo sợ hãi, thì quý vị có từ bi bản thân quý vị á, cái tâm quý vị có nói là mình thôi thành thiền khó quá, hay là đời sống tại gia khó quá này nọ, không? Hay là quý vị lúc đó xin thưa quý vị không lẽ, hay là quý vị thậm chí quý vị còn thậm chí bỏ hết tài sản xuất gia để mà cái việc thành thiền của quý vị thuận lợi nữa đó. Nghĩa là do mình thấy không có tìm thấy được an lạc, cái thứ hai mình thấy khó, khó là khó là như vậy đó. Cái thứ còn cái ví dụ sư thế đưa là như vậy nữa. Ví dụ bây giờ quý vị nói là con trở về đời sống tại gia, mình sẽ có 1.000 lý một lý do, quý vị hiểu không? 1.000 lý một lý do, do con còn đi sinh nhai, con còn kiếm tiền, cơm áo gạo tiền, con còn vợ con này nọ, ba mẹ con, đủ thứ, cho nói chung là 1.000 lý một lý do, đúng không? Nhưng mà nếu bây giờ sư nói quý vị nào, nói bây giờ là sư ví dụ thôi nha, là nếu bây giờ là quý vị hành thiền trở về đời sống tại gia bình thường như cho sư, mà quý vị khỏi cần lo nhất đó, là 1 tháng, thí dụ bây giờ quý vị làm 1 tháng 10 triệu đi, 1 tháng đó có 10 triệu à, có nhiều triệu như vậy, quý vị cứ hành thiền vậy thôi, cứ làm gì giống như khóa thiền, những tham gia những khóa thiền 10 ngày hay 20 ngày đó, nghĩa là chỉ tu thôi, có thêm có tiền đó, đó. À, tu tốt thêm có tiền thêm đó. Thì quý vị nghĩ cái tâm mình lúc đó, tâm quý vị trả lời như thế nào đó. Vậy nó chắc quý vị nghĩ thôi thôi chắc khỏi đi làm, chứ lúc đó hành thiền chứ sao giờ đó, đúng không? Mà cái sự kiện này thật sự là sư nói không phải nhảm nhí, đưa ra ví dụ nhảm nhí thưa quý vị, mà là muốn dĩ quý vị thấy trong chú giảng cứu đó, là ông về ông cấp cô độc đó, ông con người con trai ổng là đâu có mộ đạo thưa quý vị, đúng không? Mà ông chấp nhận bỏ ra 1 ngày, hình như là sư nhớ là như 1.000 đồng vàng hay sao đó, đó là đi nghe pháp Đức Phật xong rồi nghe lắng tâm nghe rồi về tóm tắt nội dung cho ông đó. Thì nghe như thế lần thứ ba hay sao đó thì nói không có nhận tiền nữa, tại vì nó đã là đắc ấy, vị đắc đã thành đạo nhân quả rồi, đúng không? Là được đạt được thánh sản rồi, cho nên cần gì tài sản thế gian đó. Cho nên chung quy lại á, thứ nhất á, là ngoài cái việc ở Đức Hành Tại nói với vị đó là bản thân mình phải tự biết mình làm gì, thứ hai là sư chỉ nhắn gửi vị thôi, là mình phải hiểu được hai cái chữ, đó là chữ lạc, đúng không? Cái chữ lạc
Cái mấy à, thấy tìm mình không có tìm thấy được sự an lạc ngay trong cái đời sống tu tập. Nói chung đó, tu tập nói chung. Ngay trong cái giáo pháp của Đức Thế Tôn. Đó, và thứ hai là mình thấy nó khó đây là đưa ra 1.001 lý do khó đó. Đó. Còn khi mà mình đối diện với bệnh tật, đó, mình đối diện với những cái sự mất mát là không còn gì đó. Đó. Mà thậm chí tính mạng mình đó, mà ai cam kết với mình là nghe theo lời người này, nghe theo lời người này theo lời kia là hết bệnh, thì xin thưa quý vị, không chỉ cái việc hành thiền thôi đâu, thậm chí là nếu mà giờ tâm mình nó yếu yếu, mình nghe theo tà đạo này nọ kia vậy, mình thậm chí mình nghe theo, cho nên là chẳng qua là thực sự đó, nói một câu nghiêm túc đó, là chẳng qua là phần lớn đó, là cái ô nhiễm nơi nội tâm mình đó, nó lừa dối mình nhiều hơn. Đúng không? Chứ thật sự nếu mà quý vị, xin nói nghiêm túc nha, quý vị nếu quý vị tham gia khóa thiền ít dù nhiều, quý vị tìm thấy một chút cái đời sống an lạc ngay trong hiện tại, đúng không? Đời sống tu tập á, nên em là lợi ích an lạc ngay trong hiện tại. Thì thưa quý vị không bao giờ mà bỏ lỡ, quý vị không bao giờ mà hỏi là sao con thấy mà cái việc hành thiền nó thục giảm hay nó khó hay thế này kia đâu, đúng không? Thì không có chịu khó được quý vị. Quý vị sẽ tự biết làm những gì. Cũng xin kết thúc phần trả lời câu hỏi ở đây. Và chúng ta qua câu hỏi tiếp theo.